cảm ơn các bạn đã đến với kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Kỳ án về Sara, cái kết đáng sợ của một cuộc hôn nhân đáng mơ ước. Năm 1992, Sara là cái tên được dư luận thành phố Atlanta liên tục nhắc tới. Bi kịch của cô đã khiến nhiều người rơi nước mắt và tiếc nuối. Vào một ngày năm 1984, khi Sara đang theo dõi phiên tòa xét xử vụ một luật sư bị người yêu sát hại trên truyền hình, thì nhận ra trong đó có một người quen cũ. Và anh ta tên là Frederick Toka, xuất hiện tại phiên tòa với tư cách là một công tố viên. Thời điểm này, Sara đang là giám đốc tiếp thị cho một câu lạc bộ ở thành phố Atlanta, bang Georgia. Trước khi đảm nhận công việc này, cô từng là giáo viên tiểu học ở Florida. Người phụ nữ 31 tuổi này được nhận xét có tính cách cởi mở, trẻ trung, nhẹ nhàng, xinh xắn và rất hấp dẫn với mái tóc vàng xõa ngang vai và ăn mặc rất thời trang. Từ khi mới là học sinh trung học, cô đã luôn có sự lạc quan và sở trường truyền lửa cho người khác. Trong khi đó, Frederick là một luật sư và đang làm việc tại văn phòng biện lý quận Fulton. Hình ảnh quen thuộc của người đàn ông gầy gò và mảnh khảnh, có mái tóc kiểu diều hâu đang xuất hiện trên màn hình TV đã gợi lại những ký ức về thời thơ ấu của Sara, là ký ức về một cuộc sống được che chở và ấm áp bên người cha là bác sĩ. Sara đã lập tức gọi điện cho Frederick. Cuộc trò chuyện sau đó đã phát triển thành một buổi hẹn hò. Trước khi gặp Frederick, Sara đã trải qua một cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc. Frederick đã khiến Sara say mê với câu chuyện về những vụ án mà anh ta tham gia. Đối với cô, Frederick như một cánh cửa mở ra một thế giới khác hẳn với những gì cô đang trải qua. Dù nó đầy sợ hãi nhưng lại rất cuốn hút. Sara tin rằng Frederick đang làm một việc quan trọng hơn là chỉ kiếm tiền đơn thuần. Nó thể hiện tư cách đạo đức của anh. Cứ như vậy, những buổi hẹn hò đã phát triển thành một cuộc hôn nhân vào năm sau đó. Sara sẵn sàng bỏ qua một đám cưới hoành tráng ở nhà thờ mà cô luôn mơ ước và chỉ tiến hành một buổi lễ dân sự đơn giản. Sara nghĩ rằng cuối cùng cô cũng đã thành công trong việc đi tìm một gia đình hoàn hảo với một người chồng tốt. Frederick là một luật sư trẻ đầy tham vọng. Nhưng người thân của Sara lại nhận thấy ngay cả khi vừa mới kết hôn, Frederick đã không mấy quan tâm gì đến vợ mình. Anh hầu như không bao giờ ăn tối ở nhà và luôn làm việc đến khuya. Tuy nhiên, dù chồng đi vắng thường xuyên nhưng Sara có vẻ vẫn rất vui vẻ. Vài tháng sau đám cưới, Sara đã mang thai đứa con đầu lòng. Lúc đó cô vẫn tiếp tục làm việc. Nhưng sau khi đứa con thứ hai chào đời, cô đã quyết định nghỉ việc để ở nhà và toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Cô không thể để bất kỳ điều gì xen vào khiến cuộc hôn nhân thứ hai này tan rã. Trong khi đó, sự nghiệp của Frederick Toka ngày càng phát triển. Anh trở nên nổi tiếng ở thành phố Atlanta, chuyên đảm nhận các vụ án hình sự. Cả gia đình họ sống trong ngôi nhà sang trọng với mức sống cao. Ai cũng đều cảm thấy họ là gia đình hạnh phúc và viên mãn. Vào ngày 29 tháng 11 năm 1992, thì Sara và hai con trai của mình là Ricky 7 tuổi và Mickey 4 tuổi tới nhà cha mẹ cô ở Florida để mừng ngày lễ tạ ơn. Ba mẹ con cô đã trở về nhà vào khoảng 22 giờ. Sara sau đó lái xe vào gara. Lúc này, Mickey đang ngủ ở băng ghế sau của chiếc xe. Sara cùng cậu con trai lớn bước ra khỏi xe để mở cánh cửa dẫn lên nhà. Tâm trí cô chỉ nghĩ đến bồn tắm nước nóng và chiếc giường sau một ngày thấm mệt. Cô chợt nhận ra cánh cửa không đóng và nghĩ rằng có lẽ mình vừa mở ra mà không nhớ. Nhưng rồi đột nhiên, một người đàn ông da đen với khẩu súng trên tay không biết từ đâu xuất hiện. Thấy người lạ, con chó của gia đình Sara bắt đầu sủa. Gã đàn ông lạ mặt liền đá con chó và dùng súng uy hiếp Sara cùng Ricky trở lại xe. Hắn leo lên ngồi ở băng ghế sau, bên cạnh cậu con trai nhỏ đang say ngủ của Sara. Sau đó hắn dí súng vào đầu cô và bắt đầu ra lệnh cho cô lái xe. Cầu xin đừng làm tổn thương tôi và các con tôi, Sara nói với kẻ lạ mặt. Đi được khoảng 800 mét, hắn ra lệnh cho Sara rẽ xuống một con đường tối tăm và dừng lại bên lề đường ở một khu vực vắng vẻ vùng ngoại ô ở thành phố Atlanta. Lúc này, cậu bé Mickey cũng vừa tỉnh giấc. Sara sợ hãi nên đã đưa cho gã đàn ông chiếc ví của mình và sau đó cầu xin anh ta hãy rời đi. Cô nói rằng, anh có thể lấy luôn chiếc xe này, nhưng xin đừng làm tổn thương tôi và các con của tôi. Nhưng không màng tới lời van xin của người phụ nữ yếu đuối này, gã đàn ông lạnh lùng bắt đầu giơ khẩu súng lên. Trước mặt hai đứa trẻ, hắn nhắm thẳng vào đầu Sara và bóp cò khiến cô tử vong ngay lập tức. Sau khi gây án, hung thủ đã lập tức rời hiện trường. Sau đó, Ricky nắm tay em trai vội chạy đến căn nhà gần đó để cầu cứu. Vụ việc khi đó đã gây chấn động vì sự tàn nhẫn của kẻ bắt cóc. Thậm chí, hai cậu con trai của Sara đã bị sang chấn tâm lý vì phải chứng kiến khoảnh khắc mẹ bị sát hại ngay trước mắt mình. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ án mạng, cơ quan chức năng đã lập tức điều tra.
Kiểm tra bên trong nhà của Frederick và Sarah, cảnh sát nhận thấy cửa trượt bằng kính phía sau nhà không khóa vào thời điểm án mạng xảy ra. Cánh cửa giữa gara và phần còn lại của ngôi nhà cũng không đóng, bởi ai đó đã tháo chốt cửa. Trong nhà thì két sắt mở và trống rỗng. Vài đồ trang sức của Sarah vẫn còn, nhưng rất có thể hung thủ chỉ lấy vài món trang sức có giá trị lớn. Tên sát nhân không để lại vỏ đạn hoặc máu hay bất kỳ manh mối nào. Nhóm điều tra thấy Sarah không gây thù oán với ai, không có thói xấu, không nghiện rượu hay ma túy, không có mối quan hệ mờ ám, không ngoại tình và luôn sống hòa nhã với mọi người. Cảnh sát ban đầu nhận định rất có thể đây là một vụ trả thù của một tên tội phạm nào đó dành cho chồng cô hoặc một vụ cướp của giết người. Tuy nhiên, nhóm điều tra cũng đặt ra câu hỏi nếu hung thủ muốn sát hại nạn nhân sau khi cướp của, tại sao hắn phải thực hiện một quá trình phức tạp là bắt cô ra xe cùng hai con của mình rồi mới nổ súng. Đúng lúc này, điều tra viên nhận được thông tin quan trọng từ những người thân của nạn nhân. Theo họ, hôn nhân của Sarah và Frederick thực chất không hề êm đẹp như những gì người khác nghĩ. Ngay sau khi Sarah nghỉ việc ở nhà để nội trợ, Frederick Toka cũng rời văn phòng biện lý quận Fulton và thành lập văn phòng luật sư của riêng mình. Cùng với đó, anh bắt đầu làm công việc bào chữa cho tội phạm thay vì truy tố họ như trước. Điều này khiến Sarah cảm thấy sốc. Nó đã dội thêm một gáo nước lạnh vào cuộc hôn nhân vốn đã có nhiều dấu hiệu rạn nứt. Sarah trở nên sợ hãi. Cô biết khách hàng của chồng mình toàn là những tên tội phạm cộm cán và lo lắng về nguồn gốc số tiền càng ngày càng nhiều mà anh kiếm được. Cùng với đó, Sarah cũng vô cùng thất vọng. Chồng cô không còn là người mà cô từng tin rằng sẽ là một chỗ dựa an toàn và ấm áp cho mình. Dần dần, áp lực kinh tế đối với Sarah cũng tăng lên. Frederick đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ tài chính của gia đình. Em gái của Sarah cho biết Frederick không cho phép vợ mình có tài khoản hoặc thẻ tín dụng của riêng cô. Vung tiền vô tội vạ vào những cuộc chơi thâu đêm, nhưng Frederick lại tính toán chi li khi đưa tiền cho vợ để chi tiêu cho gia đình. Sarah luôn là người phải nài nỉ chồng đưa thêm tiền. Cô đã cố gắng thoát khỏi cảnh này bằng cách thành lập một công ty quảng cáo nhỏ. Nhưng Frederick từ chối những khoản Sarah đề nghị được giúp đỡ trong thời gian đầu công ty hoạt động, hoặc chỉ đưa cho cô một phần nhỏ. Cô không được biết bất cứ điều gì về tình hình tài chính của gia đình. Frederick thậm chí còn cấm vợ xuống tầng hầm, nơi mà anh ta cất giữ một chiếc két sắt cùng các loại giấy tờ được bảo vệ bằng những chiếc ổ khóa chắc chắn. Anh ta cũng bắt đầu phản đối bất cứ khi nào Sarah muốn đến thăm gia đình cô. Nếu cô khăng khăng muốn đi, Frederick sẽ không cho vợ tiền đổ xăng hoặc tiền phòng khách sạn. Vài lần, Frederick đi cùng vợ về nhưng người thân của cô nhận thấy anh ta luôn đi bằng máy bay, trong khi mẹ con Sarah phải tự lái xe tới 9 giờ đồng hồ. Cứ như vậy, sự kiểm soát của Frederick ngày càng leo thang và cuối cùng biến thành lạm dụng thể chất. Sau khi sinh cậu con trai thứ hai, Frederick vẫn vắng nhà vào phần lớn các buổi tối. Em gái của Sarah cho biết, chị mình đã từng nói rằng khi Frederick gọi điện về nhà, cô thường nghe thấy những âm thanh như thể anh ấy đang gọi từ một nhà hàng hoặc quán bar. Đến năm 1989, Sarah hay tin chồng mình ngoại tình với một vũ công khỏa thân. Do đó, cô đã quyết định tính tới kế hoạch ly hôn. Em gái của Sarah cung cấp thêm cho cảnh sát thông tin rằng, khi Sarah đề nghị ly hôn, Frederick dọa nếu chấm dứt quan hệ, cô sẽ không được nhận một xu từ chồng và phải rời xa hai con, vì anh ta đủ tài năng và mối quan hệ để khiến tòa án phán quyết theo kịch bản mà anh ta mong muốn. Trong cơn tuyệt vọng và sợ hãi rằng có thể mất hai đứa con của mình, Sarah đã âm thầm điều tra các mối quan hệ làm ăn của Frederick với mục đích sử dụng để tạo lợi thế trong cuộc chiến pháp lý nếu nó diễn ra. Không chỉ thuê thám tử, cô còn phá vỡ nguyên tắc mà chồng đặt ra khi cô bước xuống tầng hầm ngôi nhà và đã tìm cách mở được chiếc két sắt mà chồng cô giấu ở đó. Và rồi, cô phát hiện chồng mình có quan hệ với rất nhiều phần tử xã hội đen đồng thời giúp họ rửa tiền. Frederick cũng góp vốn vào hộp đêm mà anh ta hay tới để xem vũ công khỏa thân. Sarah đã tập hợp các giao dịch rửa tiền của Frederick cùng những tài khoản ngân hàng của giới xã hội đen và gửi cho em gái với lời dặn nếu cô gặp nạn, người em gái phải cung cấp thông tin đó cho cảnh sát. Câu chuyện của một phụ nữ sống gần nhà Sarah và Frederick cũng đã xác nhận thông tin của người thân nạn nhân. Người hàng xóm kể rằng, Sarah đã thuê một thám tử tư theo dõi chồng và phát hiện quan hệ giữa anh ta với nhiều phần tử xã hội đen, cũng như quan hệ ngoài luồng của anh ta với một vũ công khỏa thân. Thám tử cũng xác nhận đã tìm thấy bằng chứng cho thấy Frederick góp vốn để mở vài hộp đêm với Eddie Lauren, là một gã cộng cán trong thế giới ngầm. Nhưng cuối cùng, Sarah vẫn không thể ly hôn. Luật sư của Sarah cho biết không ai có thể chắc chắn với cô rằng cô sẽ có được quyền nuôi con cho dù có tìm thấy gì đi chăng nữa. Trong khi đó, hai đứa con là cuộc sống của cô. Và cứ thế, Sarah luôn sống với nỗi sợ hãi dai dẳng về những khách hàng của chồng mình. Cô từng tâm sự với người hàng xóm và chị gái rằng,
đã hối thúc chồng lắp hệ thống báo động và sửa ổ khóa bị hỏng vì thường chỉ có mẹ con cô ở nhà với nhau vào ban đêm, nhưng rồi cũng phải tự mình lo liệu. Không thể ly hôn, Sarah quyết định cố gắng làm gì đó để mang tới sự ấm áp cho thời thơ ấu của các con của mình. Cô đã cho các con theo học ngôi trường nơi cô tình nguyện làm trợ giảng vài lần một tuần. Sarah cũng thường đưa các con tới thăm bố mẹ của mình. Chị gái của Sarah cho biết em mình đã bắt đầu nói về việc quay trở lại làm việc. Nhưng rồi Sarah chưa kịp thực hiện những kế hoạch của mình thì bi kịch đã ập tới. Điều tra cái chết của Sarah, cảnh sát nhận thấy Frederick cũng bộc lộ nhiều hành vi đáng ngờ. Vì luật sư này không muốn đi cùng các điều tra viên khi họ xem xét bên trong và bên ngoài ngôi nhà để tìm manh mối. Cuộc gọi đầu tiên của anh ta sau khi vợ chết là cho luật sư riêng thay vì cho người thân của vợ mình. Anh ta cũng không thể trả lời chính xác khi cảnh sát hỏi những đồ trang sức của Sarah thiếu món nào hay không, hay anh ta để bao nhiêu tiền trong két sắt. Anh ta ở ngoài nhiều hơn ở nhà, nên không thể nhớ chi tiết về đồ đạc cũng như hệ thống an ninh trong nhà. Ngoài ra, cảnh sát phát hiện không lâu trước khi Sarah qua đời, Frederick đã mua bảo hiểm nhân thọ cho vợ. Nếu Sarah chết, Frederick sẽ nhận khoản tiền bồi thường lên tới 2 triệu đô la Mỹ. Bước đột phá của nhóm điều tra xuất hiện khi người dân báo cảnh sát về việc gã da màu nghiện ma túy có tên là Curtis. Trong một lần say xỉn, hắn ta đã khoe khoang với nhiều người về chiến tích của mình, đó là sát hại Sarah Toka. Mặc dù hoài nghi câu chuyện của kẻ nghiện ngập này nhưng nhóm điều tra vẫn quyết định tìm tới Curtis để thẩm vấn. Hai ngày trước lễ Giáng sinh năm 1992, cảnh sát đã kéo Curtis ra khỏi gầm giường nơi hắn đang lẩn trốn tại nhà người anh họ của hắn. Curtis đã thú nhận hành vi giết Sarah, mặc dù người đàn ông này khẳng định với cảnh sát rằng ban đầu không có ý định giết cô. Hắn ta khai mình không có thù oán gì với nạn nhân mà do Eddie, là chủ một hộp đêm đã thuê hắn đoạt mạng cô với giá 5.000 đô la Mỹ. Curtis cho biết đã đột nhập vào nhà Sarah qua cửa trượt phía sau nhà vì cửa không khóa. Khi Sarah cùng hai con về nhà, Curtis đã rút súng, sau đó buộc ba người ra xe và lái tới vị trí mà Eddie chờ sẵn. Hắn ta khai trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Sarah đã xô hai con trai của mình nằm xuống sàn xe. Sau đó, cô bắt đầu hét lên và bất ngờ tăng tốc chiếc xe của mình trong khi đang bị Curtis chĩa khẩu súng ngắn vào đầu. Sau tiếng súng, hắn ta đã vội vàng nhảy khỏi xe, lao qua bụi cây rậm rạp xuống cánh đồng gần đó. Trong lúc vội vã chạy trốn, hắn đã quên mất hai cậu con trai của Sarah. Vì Curtis đã thành khẩn khai báo nên công tố viên đã đưa ra một thỏa thuận với hắn. Theo thỏa thuận, Curtis sẽ thoát án tử hình nếu hắn cung cấp bằng chứng để họ đưa Eddie Lauren ra tòa, và Curtis đã đồng ý. Trong khi đó, một ngày sau khi Curtis bị bắt, chồng của nạn nhân Sarah, là luật sư Frederick Toka đã cố gắng tự sát trong một khách sạn ở Florida. Người đàn ông này tự nhốt mình trong phòng, đặt tấm biển không làm phiền trên cửa, rồi sau đó đã uống thuốc giảm đau và rượu. Anh ta đã bất tỉnh khi được tìm thấy nhưng sau đó vẫn giữ được tính mạng. Luật sư của Frederick cho biết rằng, anh ta đã rất tuyệt vọng khi vừa mất vợ lại vừa bị các phương tiện truyền thông săn lùng. Trong vài ngày tiếp theo, Frederick đã đóng cửa văn phòng luật sư của mình và bắt đầu thanh lý tài sản. Cùng lúc đó, nhóm điều tra tiến hành thẩm vấn Eddie. Người đàn ông này thừa nhận việc mình đã thuê Curtis sát hại Sarah nhưng khai rằng chính Frederick Toka là người đứng sau tất cả. Frederick đề nghị Eddie giết vợ của anh ta với giá 25.000 đô la Mỹ. Ban đầu thì Eddie đã phản đối nhưng khi Frederick bắt đầu nhắc nhở rằng Eddie đang nợ anh ta một số tiền lớn và khoản nợ đó sẽ biến mất nếu Sarah chết. Và Eddie đã đồng ý. Ngoài ra, Eddie cũng hiểu rằng nếu Sarah tố giác hoạt động rửa tiền của chồng thì bản thân hắn cũng sẽ liên lụy. Với lời khai của Curtis và Eddie, cảnh sát đã bắt Frederick Toka vì tội chủ mưu giết vợ. Luật sư nổi tiếng này đã trở thành bị cáo của hai phiên tòa với hai tội danh riêng biệt. Trong phiên tòa xử Frederick về tội giết vợ vào năm 1997, thì hắn đã lĩnh án chung thân. Curtis cũng lĩnh án chung thân, còn Eddie nhận mức án 12 năm tù. Trước đó, vào năm 1994, Tòa án Liên bang Mỹ cũng xét xử Frederick Toka các tội gian lận, rửa tiền và tuyên án chung thân không ân xá với hắn. Hắn ta đã nhiều lần gửi đơn kháng cáo nhưng đều bị tòa bác đơn. Tháng 5 năm 2020, Frederick đã chết trong tù ở tuổi 67. Khoảng 10 năm trước đó, cựu luật sư này từng mất khả năng đi lại bởi một căn bệnh thần kinh. Kỳ án về Herman, tình yêu sét đánh và án mạng trong cơn cuồng ghen. Sinh Harris là con thứ hai trong một gia đình giàu có 4 người con. Sinh sở hữu nhan sắc nổi bật, là người đầy tham vọng, kiên trì và có tính tổ chức cao. Cô được học tại trường tư thục hàng đầu ở Ohio trước khi theo học chuyên ngành kinh tế tại trường cao đẳng Smith ở Northampton, Massachusetts. Sau khi tốt nghiệp, Sinh kết hôn với James Harris và sinh được hai con trai. Họ sống trong một khu phố rất đẹp của tầng lớp trung lưu ở Grosse Pointe,
Michigan, xin giảng dạy tại một trường học. Trong khi đó, Sam Harris đảm nhận công việc giám sát tại một công ty chế hòa khí. Trái với vợ, Sam lại là người không có tham vọng. Chán nản với cuộc hôn nhân bên người chồng an phận, năm 1965, Sinh và chồng ly hôn. Cô và các con trai chuyển đến ngoại ô Philadelphia. Khi Sinh Harris và bác sĩ tim mạch Herman gặp nhau trong một bữa tiệc tối vào năm 1966, họ đã lập tức trúng tiếng sét ái tình. Vào thời điểm đó, Sinh ngoài 40 tuổi và Herman ngoài 50 tuổi. Herman tán tỉnh người phụ nữ xinh đẹp bằng hoa hồng, những bữa ăn thịnh soạn, những cuộc dạo chơi quanh thị trấn và cả những màn khiêu vũ tại khách sạn hạng sang ở khu Manhattan. Tình yêu của họ say đắm đến nỗi Herman, là một người tôn thờ chủ nghĩa độc thân suốt đời, đã trao cho Sinh một chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương 4 carat. Dù vậy, với sự do dự của Sinh và việc không thể ngừng gặp gỡ những người phụ nữ khác của Herman, họ quyết định không kết hôn nhưng vẫn bắt đầu mối quan hệ kéo dài tới 14 năm. Năm 1978, bác sĩ Herman với sự giúp đỡ của Sinh đã xuất bản cuốn sách về chế độ ăn ít carbohydrate và dầu mỡ. Nó được coi là mốt ăn kiêng mới lạ vào thời điểm đó. Cuốn sách lọt vào danh sách bán chạy nhất năm 1978 và nhiều năm sau đó, giúp tên tuổi của bác sĩ Herman được nhiều người biết đến. Trong khi đó, Sinh làm hiệu trưởng của trường tư thục Madera dành cho nữ sinh giàu có ở McLean, Virginia. Dù luôn dành cho Sinh những món quà giá trị cùng những kỳ nghỉ xa hoa, nhưng Herman cũng có quan hệ với những người phụ nữ khác. Sinh biết về những điều này bởi Herman là người không giấu giếm. Trong suốt nhiều năm, Sinh là người được Herman đưa đến trong các bữa tiệc mà anh tham gia. Nhưng rồi đến năm 1980, mối quan hệ 14 năm của họ bắt đầu gặp sóng gió khi Herman ngày càng trở nên giàu có và nổi tiếng nhờ cuốn sách về chế độ ăn kiêng. Herman bắt đầu bỏ bê Sinh và hẹn hò với những người trẻ trung hơn nữ hiệu trưởng rất nhiều. Herman sau đó thuê Lindsay Forrest, một người phụ nữ 37 tuổi đã ly hôn, làm thư ký riêng. Hai người bắt đầu quan hệ với nhau. Những kỳ nghỉ với Sinh ngày càng ít dần để nhường chỗ cho những chuyến đi với nữ thư ký này. Và rồi, Herman cuối cùng cũng dao động về việc nên đưa Sinh, hay là người tình trẻ trung Lin để đến dự các bữa tiệc cùng mình. Một số người bạn của vị bác sĩ còn cho biết rằng, Herman dường như có ý định lâu dài với Lin. Lúc này, tại trường nữ sinh Madera, Sinh cũng đang gặp rắc rối. Cô không được các học sinh yêu thích. Cùng với căng thẳng trong cả tình yêu và sự nghiệp, Sinh cũng vô tình nghiện thuốc phiện. Chúng được kê đơn bởi chính người tình, song cô không biết điều này. Sinh cảm thấy mệt mỏi với tất cả. Trong đầu cô xuất hiện một suy nghĩ tiêu cực. Ngày 10 tháng 3 năm 1980, sau một tuần đặc biệt khó chịu ở trường vì đã đuổi một số học viên lớp 12 vì tội sở hữu chất kích thích, khiến bản thân bị đe dọa từ phụ huynh và cả các học sinh, nên Sinh quyết định tự tử. Sinh đã liên lạc được với người tình và hỏi anh rằng liệu cô có thể đến gặp anh vào đêm đó hay không. Herman cho biết rằng anh còn bận ăn tối với cháu gái của mình. Đặt điện thoại xuống, nữ hiệu trưởng viết thư từ chức và vài lời để lại cho hai con trai của mình, sắp xếp giấy tờ cẩn thận rồi khoác lên mình chiếc áo lông, không quên mang theo khẩu súng ngắn trong túi sách. Sau đó, cô lái xe suốt 5 giờ đồng hồ dưới trời mưa tầm tã từ trường Madera đến nhà của người tình. Sinh muốn gặp Herman lần cuối trước khi tự sát. Nhưng kế hoạch của cô đã thay đổi sau khi bước vào nhà người tình mà không thông báo trước. Sinh đến nơi vào lúc 22 giờ 40 phút. Herman lúc này đang ngủ và không hề biết có sự xuất hiện của Sinh cho tới khi cô đến đánh thức anh. Nhìn thấy Sinh, Herman tỏ ra rất khó chịu. Bước vào phòng tắm, Sinh bỗng nhìn thấy nội y, chiếc váy ngủ và dụng cụ uốn tóc của tình địch là nữ thư ký Lindsay Forrest. Nữ hiệu trưởng bỗng trở nên tức tối. Một cuộc tranh cãi xảy ra sau đó. Sinh ném đồ của Lin làm vỡ cửa sổ và gương trang điểm. Herman liền xông tới đánh người tình. Sinh sau này khai với cảnh sát rằng lúc đó đã thách thức Herman đánh cô thêm một lần nữa nhưng anh ta đã không làm. Sinh lập tức rút khẩu súng mang theo và nói: "Đừng bận tâm, tôi sẽ tự làm." Nhưng khi cô giơ súng lên thái dương của mình, Herman vội chộp lấy khiến viên đạn bắn ra làm anh bị thương ở tay. Sau một hồi vật lộn, Herman bị trúng đạn 3 lần nữa vào ngực, cánh tay và lưng. Cuối cùng, Sinh đưa khẩu súng vào đầu mình và bóp cò nhưng nó không hoạt động. Sinh sau đó quyết định rời đi. 22 giờ 56 phút ngày 10 tháng 3 năm 1980, cảnh sát nhận được cuộc điện thoại của người quản gia báo có án mạng tại biệt thự của bác sĩ Herman ở Purchase, New York. Thi thể bác sĩ 69 tuổi trong một phòng ngủ trên lầu, có 4 vết đạn bắn. Cảnh sát cũng bắt gặp Sinh Harris đang chuẩn bị lái xe rời hiện trường. Trên xe có một khẩu súng cỡ nòng 32. Nữ hiệu trưởng trung niên xinh đẹp lập tức thú nhận đã bắn bác sĩ trong nước mắt. Ngày hôm sau, cái chết của bác sĩ Herman trở thành tin tức giật gân nhất trên các tờ báo. Sinh bị bắt xong được tại ngoại với tiền bảo lãnh $80,000 do người thân quyên góp.
nữ hiệu trưởng được đưa vào bệnh viện để kiểm tra và điều trị tâm thần. Vụ án được xét xử tại tòa án quận Westchester ở Wylands, New York vào ngày 21 tháng 11 năm 1980. Phiên tòa kéo dài 14 tuần với 92 nhân chứng, trở thành một trong những phiên tòa dài nhất trong lịch sử của bang. Vụ án được cả nước Mỹ thời điểm đó quan tâm, không chỉ vì những chi tiết liên quan tới cả tình dục và bạo lực mà theo nhiều chuyên gia, nó còn là các vấn đề xã hội. Các cuộc tranh luận cũng nổ ra khi nhiều ý kiến cho rằng Dinh là một kẻ sát nhân, nhưng một số nhà nữ quyền hợp lý hóa hành động của Dinh là sự trả thù chính đáng cho gã đàn ông bạc tình. Coi Dinh như một biểu tượng cho thấy việc xã hội đã coi thường hoàn cảnh của những phụ nữ lớn tuổi. Trong khi đó, suốt từ đầu tới cuối phiên tòa, Dinh khai mục đích tới gặp người tình chỉ là vì muốn nói chuyện trực tiếp với anh lần cuối rồi sẽ tự tử ngay sau đó. Dinh cũng một mực khẳng định cái chết của bác sĩ chỉ là sự lỡ tay, rằng đó là kết quả của một nỗ lực tự sát không thành công. Suốt những ngày diễn ra phiên tòa, Dinh mặc những chiếc váy và áo khoác lộng lẫy đến tòa mỗi ngày và thậm chí đứng ra tự bào chữa cho mình khi kể về sự lạm dụng tinh thần mà cô phải chịu đựng trong suốt thời gian quan hệ với Herman. Tuy nhiên, các công tố viên bác bỏ lời khai lỡ tay của Dinh khi đưa ra bằng chứng cô đã bắn tới 4 lần ở cự ly gần. Sau 8 ngày hội ý, bồi thẩm đoàn tuyên Dinh phạm tội giết người cấp độ 2, án chung thân và chỉ được ân xá sau ít nhất 15 năm ngồi tù. Bản án này đồng nghĩa với việc cô không đủ điều kiện pháp lý thừa kế 220.000 đô la Mỹ từ bác sĩ Herman. Dinh bình tĩnh đón nhận bản án nhưng run rẩy nói vài lời khi bước khỏi phiên tòa. Tôi không giết Herman. Tôi yêu anh ấy rất nhiều. Trong thời gian chấp hành án tại nhà tù nữ ở quận Westchester, New York, Dinh trở thành một tù nhân mẫu mực và tốt bụng. Cô tổ chức thư viện, dạy kèm các tù nhân cho kỳ thi đại học của bang. Cựu hiệu trưởng này cũng mở các lớp nuôi dạy con và thành lập nhà trẻ cho những em bé sinh ra trong tù. 11 năm sau, ngày 29 tháng 12 năm 1992, thống đốc bang ân xá cho Dinh. Được tự do khi đã 70 tuổi, Dinh sống lặng lẽ trong căn nhà gỗ bên sông Connecticut ở New Hampshire, hàng ngày chăm sóc cây cối, viết lách và đi dạo với chú chó của mình, bất chấp việc đôi khi lại có một bộ phim truyền hình hay cuốn sách lấy cảm hứng về vụ án của cô. Cuối cùng Dinh qua đời vì nguyên nhân tự nhiên vào năm 2017, ở tuổi 89. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Nếu thấy hay thì mọi người nhớ ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký kênh giúp mình nha. Video có thể còn nhiều thiếu sót, mong mọi người có thể đóng góp ý kiến bằng cách bình luận ngay phía dưới video giúp mình nhé.